Hello everyone, welcome to my channel. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Ngày hôm nay lại là ngày nghỉ của Tiến Vlog mọi người ạ. Ở nhà không hiểu sao mà nhanh đói bụng quá. Mới gần 11 giờ trưa thôi mà Tiến đã đói bụng rồi. Cho nên là Tiến ăn cơm trưa mọi người ạ. Lại tiếp tục là một bữa ăn của người độc thân nha mọi người. Và các bạn đừng có hỏi Tiến vì sao Tiến lại độc thân nhé. Mượn lời mấy câu thơ của thầy Thích Pháp Hòa có nội dung như sau: có chi đắt ế người ơi, ế thì thong thả đi chơi một mình, khỏi thưa khỏi hỏi khỏi trình, uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Các bạn nghe xong bốn câu thơ trên thì các bạn sẽ hiểu vì sao Tiến Vlog còn độc thân nha mọi người. Sau khi ăn cơm trưa xong thì Tiến Vlog lại phải rửa chén bát mọi người ạ. Vì có một mình cho nên ăn xong thì Tiến phải tự rửa chén bát nha mọi người. Sau khi ăn cơm trưa và dọn dẹp xong thì Tiến định đi ngủ mọi người ạ. Nhưng mà thời tiết hôm nay ở Nha Trang thì nắng quá. Buổi trưa Tiến ở trong nhà mà nóng, ngủ không có được các bạn ạ. Thành ra là Tiến dậy và pha cà phê với nước trà để uống đến mọi người. Những ngày nghỉ ở nhà thì buổi trưa Tiến thường uống thêm cà phê. Chứ còn bình thường đi làm thì Tiến chỉ uống vào buổi sáng thôi. Tại vì uống buổi chiều thì sợ nhiều lúc tối khó ngủ đấy các bạn. Nhưng mà hôm nay ở nhà được nghỉ, mà thời tiết thì nóng không biết làm gì, cho nên là uống cà phê và ngồi thư giãn. Buổi trưa thời tiết tương đối nóng, ngồi trước nhà vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm cảnh rất là tuyệt mọi người ạ. Các bạn cứ thường thắc mắc hỏi là không biết người độc thân người ta sống như thế nào. Với Tiến thì Tiến luôn biết cách để tìm những niềm vui cho riêng bản thân mình. Đấy, ở đây Tiến ngồi uống cà phê vừa ngắm cảnh cũng là một thú vui và là cũng là một sở thích của mình nha các bạn. Mình đang cầm trên tay lọ nhụy hoa nghệ tây nha các bạn. Trước giờ thì Tiến chỉ pha nước để Tiến uống hàng ngày thôi. Hôm nay thì đang suy nghĩ xem là không biết nhụy hoa nghệ tây này có thể làm được món gì hấp dẫn hay không. Vẫn mãi miết suy nghĩ mọi người ạ. Chắc là phải hỏi chị Google để tìm hiểu xem là ngoài pha nước trà để uống thì nhụy hoa nghệ tây còn làm được những món ăn gì đặc biệt hay không nha mọi người. Để Tiến vào hỏi chị Google thử xem. Sau khi mà hỏi chị Google thì cho ra rất nhiều kết quả các bạn ạ. Và Tiến Vlog thử vào xem một bài coi thử là chị Google hướng dẫn cho mình làm những món gì từ nhụy hoa nghệ tây
Và Tiến thấy ở đây có rất là nhiều món, nhưng có một món mà Tiến đang suy nghĩ và có nên làm hay không, đó chính là món pudding từ gạo và saffron nha các bạn. Và sau một hồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì Tiến Vlog quyết định sẽ làm món pudding gạo và saffron. Để làm món pudding gạo saffron thì nguyên liệu không thể thiếu chắc chắn đó là gạo rồi. Ở đây thì Tiến sẽ sử dụng 2 lon nhỏ gạo nếp nha các bạn. Sử dụng gạo nếp cho nó thơm mọi người ạ. Tiếp theo thì mình sẽ rửa qua gạo để cho nó sạch nha các bạn. Mình vo sơ cho nó gạo được sạch, loại hết các cái bụi bẩn đi đấy. Theo như hướng dẫn thì sau khi vo gạo xong, mình sẽ nấu nước và mình sẽ dùng khoảng nửa lít nước. Mình đun sôi lên nha các bạn. Và chờ cho đến lúc nước sôi xong thì mình sẽ đổ gạo vào ở trong nồi và khuấy đều trong vòng khoảng 1 phút. Sau khi khuấy khoảng tầm 1 phút thì mình sẽ đổ gạo ra và để cho ráo nước nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho các nguyên liệu vào nồi để chuẩn bị nấu nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho cái phần gạo mình đã rửa sạch sẽ vào nồi. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng 2 bịch sữa tươi như thế này nha các bạn. 2 bịch sữa này chắc khoảng tầm khoảng hơn 400ml. Và mình dùng một lon sữa đặc có đường nha các bạn. Đây là sữa đặc có đường các bạn ạ. Để mình tạo độ ngọt cho món pudding gạo saffron đấy. Mình sẽ dùng 2 muỗng đường nhé. Ai ăn ngọt thì có thể bỏ thêm đường, hoặc là chút nữa sau khi mình nấu xong mình có thể nêm nếm lại sau. Và 2 muỗng muối ăn nha các bạn. Cuối cùng mình sẽ sử dụng 500ml whipping cream nha các bạn. Sau khi mà Tiến cho tất cả các nguyên liệu vào nồi thì Tiến cảm thấy là cái nước hơi bị đặc mọi người ạ. Thành ra Tiến sử dụng một ít nước sôi để nguội, Tiến cho thêm vào để chút nữa mình nấu cho nó được nhừ gạo đấy các bạn. Bây giờ thì Tiến bắt đầu nấu nha mọi người. Và như vậy là cái nồi của mình đã sôi rồi các bạn ạ. Sau khi sôi thì mình giảm nhỏ lửa lại nha các bạn. Và theo hướng dẫn thì cứ 3 phút là mình phải khuấy đều một lần để cho khỏi bị cháy ở dưới đáy nồi đấy các bạn. Và các bạn hãy nhớ là khuấy đều tay nhé. Và sau khi mình nấu được tầm khoảng 20 phút thì Tiến múc một ít nước ra để tiến hành ngâm nhụy hoa nghệ tây nha mọi người. Đấy là Tiến làm theo hướng dẫn đấy các bạn ạ. Và đây là lọ nhụy hoa nghệ tây nha các bạn. Bây giờ mình lấy tầm khoảng 20 sợi nhụy hoa nghệ tây để mình cho vào tô nước mình vừa mới múc xong đấy. Mình ngâm cho ra nước nha các bạn. Mình ngâm tầm khoảng 20 phút để nhụy hoa nghệ tây nó được tan ra ở trong nước nha các bạn.
Sau khi ngâm được tầm khoảng 20 phút thì nhụy hoa nghệ tây đã ra màu rồi nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy hỗn hợp đã chuyển sang màu vàng rồi đúng không ạ? Bây giờ Tiến sẽ đổ vào cái nồi pudding của mình và tiếp tục nấu tiếp nha mọi người. Mình đã nấu hơn 1 giờ đồng hồ rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Nồi nước có màu vàng rất là đẹp nha mọi người. Gạo bây giờ cũng đã nhừ rồi. Và cái nồi pudding gạo và saffron, tức là nhụy hoa nghệ tây của mình đã hoàn thành rồi đấy mọi người ạ. Bây giờ Tiến sẽ nhắc xuống bếp thôi. Và đây là kết quả sau hơn 2 giờ đồng hồ vật lộn đấy mọi người. Nhìn màu nước rất là đẹp các bạn ạ. Còn không biết ăn thì như thế nào, tại vì bây giờ đang còn nóng và Tiến cũng chưa ăn thử. Bây giờ mình sẽ cho vào khay để cho vào ngăn mát tủ lạnh, bởi vì Tiến nghe nói rằng món này ăn mát thì mới ngon nha các bạn. Và Tiến sẽ múc ra 2 khay lớn và phần còn lại Tiến sẽ cho vào ly. Tiến cho lên ngăn đá để Tiến sử dụng trước, còn 2 khay lớn Tiến sẽ bỏ ở ngăn mát để bảo quản nha các bạn. Tại vì người ta nói là bỏ ngăn mát bảo quản thôi chứ không bỏ ngăn đá. Nhưng mà Tiến thì muốn thử là bỏ lên ngăn đá xem ăn sẽ như thế nào nha các bạn. Đây này các bạn, nhìn cực kỳ bắt mắt luôn, màu vàng của nhụy hoa nghệ tây đấy các bạn. Các bạn thấy như thế nào ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Còn ăn thì các bạn hãy chờ Tiến vlog nhé. Vâng, trên tay Tiến đang cầm là 2 ly pudding gạo và saffron mà Tiến đã là hoàn thành từ lúc chiều đấy các bạn. Người ta hướng bảo là bỏ trong ngăn mát để sử dụng, nhưng mà Tiến thì cho vào hẳn ngăn đá luôn các bạn, để thử xem là ở trên ngăn đá nó có ngon hay không. Và mình cho vào ngăn đá từ chiều tới giờ và bây giờ nó đã đông lại, đông cứng rồi này các bạn. Mình lấy ra để giờ cũng vài phút cho nó nguội nguội một chút để mình ăn cho nó dễ. Không biết là có ngon hay không, nhưng mà công sức cả một buổi chiều của Tiến làm đấy các bạn ạ. Nấu từ lúc 12 giờ trưa mãi tới 3 giờ chiều mới xong luôn mọi người. Và bây giờ Tiến sẽ ăn thử cho mọi người xem nhé. Đây này, nó như thế này này các bạn đấy. Mình đưa gần cảnh cho các bạn xem nhé. Đấy, có màu vàng của nhụy hoa nghệ tây, nhìn rất là đẹp. Mùi thơm của sữa nè, mùi thơm của gạo nếp và kết hợp với mùi thơm của nhụy hoa nghệ tây, ăn rất là béo nha các bạn. À, ở dưới thì nó vẫn chưa đông đá lắm, nó vẫn còn hơi sệt sệt, tại vì mình mới bỏ lúc chiều á. Ở phía ngoài thì nó đã tan thành đá rồi, nhưng mà ở giữa thì nó vẫn còn như thế này này các bạn này. Hai cái khay lớn thì Tiến vẫn để ở ngăn mát, Tiến cho giá bỏ lên ngăn đá, tại vì sợ bỏ ngăn đá thì ăn không có được đấy mọi người. Mình chỉ múc ra 2 cái ly như thế này để mình bỏ đá xem thử là ăn có ngon không, rồi mình mới cho lên ngăn đá, còn không thì mình để ngăn mát để ăn giống như hướng dẫn sử dụng. Nhưng mà Tiến sẽ bảo ngăn đá ăn rất là ngon các bạn ạ. Không uống công cả một buổi chiều mình bỏ ra để làm món này các bạn ạ. Đây là món tráng miệng sau khi các bạn ăn cơm xong các bạn sử dụng nhé. Mình đã ăn cơm rồi, bây giờ mình mới thưởng thức món pudding gạo nếp saffron. Ở xung quanh thì nó thành đá rồi, cho nên là
nó sẽ hơi cứng. Vì cái răng mình yếu thành ra là thích ăn lành, nhưng mà nếu mà lành quá thì mình ăn không được. Chỉ ăn hơi lành lành là vừa thôi. Cái này là nước mềm mềm mềm, cho nên là phù hợp cho những người mà bị mất nước bọt giống như Tiến, dễ nuốt. Cái này mình ăn cơm xong rồi mình ngồi mình nhâm nhi, mình thưởng thức từ từ từ, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Chắc Tiến sẽ bỏ hai cái khay đó lên đá luôn các bạn ạ, hai khay lớn của mình lên ăn đá luôn để mình ăn dần dần. Bỏ thay nó đông thành đá như thế này ăn rất là ngon. Nhưng mà cho đông đá mức độ vừa phải thôi, để nó ăn có cái độ dẻo, độ mịn của nó các bạn. Nó mịn dẻo như thế này này, nhìn rất là hấp dẫn. Màu vàng của nhiều hoa nghệ tây nữa, nhìn rất là bắt mắt. Nhiều hoa nghệ tây rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Lúc chiều á thì Tiến múc ra hai cây lớn, nhưng mà sau đó thì Tiến suy nghĩ và quyết định là múc ra hai cây ly nhỏ cho vào ngăn đá trước để mình sử dụng, xem thử là bỏ trên ngăn đá sẽ như thế nào. Chứ không có dám bỏ đến hết, sợ vì là người ta bảo là bỏ ngăn mát, mình bỏ ngăn đá sợ nó hư gan không có được thì là phí công phí của mình. Nhưng mà không ngờ bỏ lên ngăn đá ăn lại rất là ngon các bạn ạ. Như vậy là Tiến đã ăn hết một ly pudding gạo nếp kết hợp với saffron rồi nha các bạn. Đây, Tiến đã ăn hết rồi đấy ạ. Rất là ngon, rất là tuyệt vời nha các bạn. Và video ngày hôm nay của Tiến Vlog cũng xin phép được kết thúc tại đây. Mọi người xem video, nếu thấy video của Tiến Vlog hay và thú vị thì đừng quên cho Tiến Vlog một like, một bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.